nhắc đến lúc đất trời gầm chuyện nhân vật thay, non biển cũng dời. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời mà nghi rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tất kỳ bỏ thân ngay. Cướp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ gấp nhai người đời. Khắp bắc nam khí trời mù mịt, lộ không người nhà bích đi ngõ ra. Người chưa từng thấy được nghi ma, gặp ma hiện đến nó sẽ là hồn kinh. Mặt mày cá rút canh có đủ, thân giống người hình thú xấu xa. Người thường bị dớ vào da, phụ mình nhức nhối đến đó mà tắt hơi. Kẻ bị nó bớt nơi hầu hồng, chết liền khi không đặng trói trăng. Những người bị nó nhe răng, hồn phi phách tán nổi cơn ngỡ điên cuồng. Giết cha mẹ hại luôn con cháu, tánh hung hăng táo bạo phi thường. Ăn giờ ở dây không lường, đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi. Có thứ ma dùng hơi gió độc, thổi cả làng cảm xúc bị chết đi ngay. Hiện hình đi khắp đó đây, đến đầu chết đó phép tài kinh thiên. Chúng sanh khắp cả miền Âu Á, gặp cảnh này mới tỏa quả lên. Sớm đi lo phước khi đức cứu xây nền, để làm thành lũy vững bền đuổi yêu. Gần đến lúc tàn tiêu thế giai, bị gai quào cũng hại chết chi thân. Đến như cỏ cắt chi tay chân, cũng làm độc đến lần lần bỏ nghi thay. Từ trong cỏ trong cây trong nước trong khí trời, có chất chi độc luôn. Người nào khi đã bị xuống mạng, nào khác như giường tơ mi treo. Chúng sanh gặp nạn nghèo khắp mưa chỗ, dù khôn ngoan không ngõ trốn ra. Lòng ta tất gặp lũ tà, loại nào theo nấy hẳn là không sai. Lòng Phật có Phật ngài đến ư độ, ta hai người Phật có hại ai. Chúng sanh xét cản lời này, khá tu chớ để tháng ngày trôi qua. Một kiếp bị tà ma nhiễu hại, muôn thu chìm dưới đáy mưa bể trần.
không riêng lao khổ sát khi thân, còn làm luôn cả chân nghi thần mờ lô. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đau đầu lập bập sao xong. Sâu còn biết muốn thành rồng, người sao không giả ước mong siêu phàm. Mang xác tuổi không làm phèn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say xưa. Chẳng lo hành đạo sớm mà trưa, đổi thân xen bao thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày sống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn. Xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp mà qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, chẳng thói đời dối mỹ gạt mình. Nào danh nào lợi nào tình, làm mồi để nhử cho nghi mình mắc kỳ câu. Cũng tại nó mà sầu mà khổ, nó làm tuồng bưng bờ thân yêu. Tử thần khi đến gọi kêu, thì là nó cũng trốn tiêu quá hồi nào. Nào những cái sang giàu quay về, nó không hề chết thế cho mình. Lại là nó rất y bạc tình, khi mình chết nó bỏ mình ra đi đi. Thân trơ trọi nằm lì trong y quách, cho đến tiêu ra đất đi ra bùng. Thật cái loài hữu thấy đi vô chung, càng xa sớm được càng không má ưu sầu. Lợi dụng nó làm câu phước thiện, đừng để cho nó khiến sai mình. Ráng mà dẹt lúc đi vô minh, chớ cho vật tạm làm mình phải ngu. Giàu nghèo cũng cần tu mau chóng, đừng vội quên bỏ trong nhà xưa. Coi trần gì quá thích tri ưa, từ lâu nước cũ nhà xưa không về. Mẹ mỗi gối đợi kề bên cửa, cha đau lòng nhớ trẻ sang đi đường. Con lành hại sớm đi bãi bương, mau về lo việc lửa hương sớm chiều. Nhà xưa ấy thường kêu an lạc, cha mẹ là vốn uy đức khi Như Lai. Nguyên do xưa có một ngày, đang ngồi con bồng nhớ ngay cảnh đời. Khi ấy mới dạo chơi đây đó, sanh lòng mê tiếng gió tiếng chim. Vật chi cũng mi muốn kiếm tìm, đi lần đến vật cứng mềm biết khi phân. Từ ấm là
phần trân nhám sờ mó vào rồi cảm động tâm. Chỉ trong phút vi chốc bê mê lầm, chớn linh mờ mịt quên nửa tầm đường huy ra. Hết vật nọ tan qua vật chi khác, cứ say mê tạo tác liền tay. Hằng đêm mơ cho chỉ những ngày, cứ mê đi đến lạc loài trần gian. Bị mọi cánh buộc ràng không ở, nên lòng không hề nhớ quê nhà. Đôi khi cũng sực nhớ ra, đồng thời việc khác cũng là xen vô. Rồi lại bắt nghĩ lo túi bụi, đến quên luôn cằn cội xưa kia. Tạo ra vật bị vật kỳ mê, mê cho đến tạo ra nghĩ bề chiến tranh. Thay chết chất như thành như núi, nước mắt tuôn tợ xuống tợ nguồn. Ghét khi thương thì mừng giận vui buồn, lúc nào cũng thấy hoài cuồng trong tâm. Sợ khổ não hàng trăm hàng vạn, mà cũng chưa biết chắc nơi lòng. Như lai chẳng ngớt khi ngóng trong, cho con sớm được tình lòng hồi quy. Vừa nghe Đức Từ Bi nhắc tới việc chúng sanh lạc lối trần gian, tự dưng ta cất tiếng than, vọng tâm một phút gian nan muôn đời. Thế thì vẫn từ hồi vô thủy, cả chúng sanh đã bị mê lầm. Trải qua nhiều kiếp càng thâm, cho nên ít kẻ thức tâm mà hồi đầu. Chẳng nhờ Phật dạy lâu chỉ, bảo chúng sanh mong vì thao cho ra. Nghiệp cái thay còi ta bà, khi vào thì dễ khi ra dễ gì. Phật ngăn lời tức thì tiếp mà nói, còn chớ nên trách còi ta đi bà. Ta bà chẳng nhiễm lòng ta, lòng ta tự nhiễm mới ra khổ hình. Cảnh vô tình tại mình hữu ý, sự sanh ra thì lý mới sanh. Khá nên tự trách lấy mình, chớ nên trách cảnh vô tình là nghĩ sai. Danh lợi vốn chẳng ai mê chúng, tại chúng sanh mê dùng lợi danh. Lợi danh vốn loại vô tình, tự mình tạo nó rồi mình lại mê. Nếu đi về
cũng về làm hay không, tại lẽ ấy thôi. Ta bà chẳng trói buộc người, tại người tự trói vào nơi ta bà. Nghe Phật vỡ lòng ta phát điên, thế là ta hai chuyện hiểu lầm. Nếu không Phật chỉ khai tâm, chính mình chưa thoát được mầm vô minh. Nghĩ xong rồi cuối mình lại Phật, xin thứ cho lời trách đã lầm. Dạy thêm những lẽ diệu thâm, giúp con được mở rộng tầm mắt kỳ ra. Và khiến kẻ gần xa chưa rõ, nhờ lời lành đường ngõ được kỳ thông. Cuối sinh Phật nhỏ phước cơ hồng, cứu thân cá chậu chim má lòng được thì ra. Phật nhếch miệng như hoa tươi nở, lành thay con khéo mở tâm linh. Thay lầm lầm đã khói ở mình, như ngoài hình giới thay hình tròn vuông. Nên mừng chớ nên buồn vui, ít càng vấn nghi sự tích đi càng thông. Muốn gieo duyên khắp đại đồng, đạo đời ý gì phải thông hiểu rằng. Duy như kẻ thường hành hạng hải, chỗ càng sâu còn bãi phải thông. Lối nguy cần biết cơ đề phòng, chỗ an nên hiểu để lòng khỏi lo. Sự nào chẳng hiểu cho tục lý, không bao giờ tâm trí được an. Cho nên đạo phải cứ rành đàn, đâu qua địa phủ đâu sang Tây Đài. Nếu chỉ khởi lầm sai một niệm, rơi vào đường tả kiếp muôn thu. Dĩ như làm mắt đã nghi mù, suốt đời chịu tối khó âu trì lành. Sự tu phải mổ phanh cho biết, tại sao tu tu được những gì. Biết rồi thì cứ hành đi, miệng làm sao được đến khi công thành. Phật liền chỉ vào mình và nói, chỉ trên thân có bụi đông ở đây, tự tay chùi rửa cho ngay. Đó là ý nghĩa của bài sự tu. Sau khi được tay thu hết bụi, cả châu thân trở lại sạch trong. Đó là ý nghĩa thành công, lấy đầy hiểu lý đại đồng như nhau. Bốn lai tâm lúc nào cũng sáng, niệm trần lao phú an cho người mời.
trần lao nếu không ngơ. Bổn lai tâm trở ban sơ một màu, thấy chút chẳng vật nào cắn trở, nghe không không xót bỏ một lời. Biết rằng tâm niệm của người diệt mình diệt chúng ba đời, hiểu thông trong nhất các đạo sông khắp chỗ. Việc lớn như việc nhỏ không lầm, diệu màu của bố quý lai tâm, không lời để duyên chẳng làm chi đó. Phật tạm chỉ để cho dễ biết, từ mũi kim cây viết nhỏ nhen, đến đi như vật lên lầu đền, tạo bè mái móc chế nên các loài. Ấy cũng do bổn lai tâm tạo, đâu tự nhiên thành thạo quá hình hài. Mê nên tạo vật trần ai, giá rồi tất lập được ngay cảnh màu. Tâm khi lớn trùm bao dạng vật, khi nhỏ thì chúng lọt cái lỗ kim. Dùng tâm nếu muốn kiếm mà tìm, nhắm vào nét chạm mà xem mơ thị tường. Nét lớn nhỏ tròn vuông dài ngắn, nét càng sâu ngay thẳng quanh con. Nét cây cỏ đến chim ma cò, cùng là dũng bổn lai do ý mà thành. Giữa lẽ ấy chúng sanh sẽ thấu, sức bổn tâm tạo cấu thế nào. Gương lòng bụi tục khá lao, để soi bất luận vật ý nào cũng bị thông. Đoạn này nhớ để lòng cho kỳ, khi tình rồi con chỉ cho người. Ráng tu đừng có biết lười, hành cho chánh đạo một đời thành công. Vừa nghe Phật dạy xong lời ấy, hốt nhiên ta tự thấy lòng mừng. Cúi đầu lại Phật xin dưng, sẽ đem lời Phật giáo dân khắp cùng. Hầu khiến kẻ chưa thông đạo lý, được biết câu quyền bí cao siêu. Từ lâu tội ác đã nhiều, nay nghe lời Phật ắt tiêu nghiệp trần. Xin Phật dạy thêm phần con trẻ, khiến cho thông mọi lẽ thật kỳ hư. Để khi ra dục thúc người, đủ phương quyền thật đủ lời lại qua. Nếu lầm nghĩa hoặc là không rõ, hại cho người cũng nguy khó nguy dắt người. Thể theo lời Phật ai
vừa rồi, nhớ sanh hiện đại nhiều người khôn nguy lắm. Sợ nghe dân giữ lại của họ, mình chẳng không đường ngõ cứ lai, sẽ là không độ được ai, lại còn bị họ chê bai nhau cười. Duyên mình với mọi người bị đoạn, còn khơi tâm ngạo mạn họ lên. Thế là mình đã gây nên, chọc người nên tội làm duyên Phật ngừng. Như thế sẽ hại phận phố quy quá, con cuối sinh lượng cả từ bi. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để tiếp theo thánh phẩm Lời Vàng Trong Mộng băng tư. Nam mô A Di Đà Phật. Dạy rằng nước bước khi đường đi, để con có thể ứng tùy khuyên dân. Phật liền phán con đừng lo ngại, Phật chỉ cho đại khái việc tu. Lý màu đều cũng chưa thu, lấy con số một khởi đầu đếm ra. Dù nhiều mấy cũng là đếm được, nên giữ lòng sao trước khi an nhiên, để mà khổ quá nhân duyên. Bằng lời của Phật đêm mà truyền cho nghi con, chúng sanh đang sống mòn tự phúc, con khéo lời hỏi thúc người tu, bảo rằng chớ có ngao du, thân như lá úa mùa thu mi mộng manh. Nên lấy chữ tu hành làm gốc, được nhẹ thân được giúp linh hồn. Đừng ngồi đợi nước đến trôn, mới ra sức nhảy ắt không kịp mơ nào. Nên tính trước để sao có liệu, chớ cho tâm bận biểu quá mùi đời. Quyết tu không hẹn chiều mới, quý giờ niệm Phật hơn người quý châu. Ngồi tham thiền bao lâu chẳng biến, xem kệ kinh mấy quyển không mơ nhàm. Trong lòng bao việc gian tham, đổi ra tánh biết muôn ham mơ tu hành. Lợi dụng trí thông minh dân vật, để làm theo việc Phật giáo khuyên. Ai hung mình dân làm hiền, ai gian mình dân lòng chuyên ngữ thật uy thà. Sự giúp người thì là vui giúp, lợi dụng người một chút đi cũng không. Thương người với lý sạch đi trong, không đem nghĩa trượt mà trồng vào ai. Sợ tội như sợ
đời là cõi khổ nàng không mê.